Sở Y tế Hà Nội cho biết bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 sẽ tiến hành khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thủ đô. Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 sẽ triển khai thí điểm tại 10 xã phường thuộc 5 quận huyện, đó là Long Biên, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Gia Lâm và Sóc Sơn. Trước mắt tập trung vào các đối tượng là trẻ dưới 5 tuổi, người già trên 60 tuổi và lao động tự do. Mỗi một xã phường sẽ được bố trí đoàn khám gồm 14 bác sĩ, chuyên khoa nội ngoại, sản nhi, mắt, răng hàm là... mặt, tai mũi họng và xét nghiệm. Dự kiến sẽ có khoảng 50% người dân trên địa bàn thủ đô được lập hồ sơ quản lý sức khỏe trong năm nay. Đối với cán bộ, công nhân viên và học sinh sẽ lấy dữ liệu tại các cơ quan, trường học để lập hồ sơ.